Xin chào các bạn, mình là Trịnh Hà, nhân viên kinh doanh của công ty Coco Việt Nam. Coco Việt Nam là đơn vị hàng đầu phân phối các thiết bị gara ô tô và tự hào là nhà phân phối độc quyền hãng dụng cụ cầm tay của Zato Ba Lan. Hiện nay thì Coco Việt Nam đang phân phối với hơn 10.000 mã sản phẩm của Zato, trong đó có rất là nhiều những loại tủ đựng đồ nghề. Đây như các bạn đang nhìn thấy ở đây ạ. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn tủ đựng đồ nghề đầy đủ, khá là đầy đủ với cái chi tiết cho một gara chuyên nghiệp. Và đây ạ, trước mắt các bạn đây chính là tủ đựng đồ nghề IT55300. Tủ đựng IT55300 được thiết kế với tay cầm và 4 bánh xe bọc cao su, giúp tủ di chuyển dễ dàng quanh gara của chúng ta. Và hai khóa phanh ở bánh giúp cố định tủ. Tủ gồm một khóa trung tâm với hai chìa khóa và chốt khóa riêng cho từng ngăn tủ. Tủ bao gồm 6 ngăn và với 3 ngăn tủ bé và 3 ngăn tủ to. Với mỗi ngăn tủ bé sẽ có tải trọng lên đến 25 kg. Và 3 ngăn tủ to có tải trọng là 35 kg. Với 12 khay và 177 chi tiết. Tại ngăn kéo đầu tiên gồm có 3 khay, cờ lê, phòng miệng từ 6 đến 32 và cờ lê chồng từ 6 đến 19. Tại ngăn kéo thứ hai chứa 2 khay tô vít và 1 khay kìm. Khay tô vít gồm có tô vít 4 cạnh và tô vít 2 cạnh có đầu 5 châm. Khay kìm gồm có 4 kìm là kìm nhọn mỏ cong, kìm cắt và kìm vuông ạ. Ở ngăn kéo thứ 3 gồm có 3 khay, tiếp tay vặn 1/2 inch từ 8 đến 32, có tiếp tay vặn thanh trượt, thanh nối ngắn, 2 tiếp tháo buji và 1 đầu chuyển. Ở giữa là khay chứa các đầu tô vít dùng bằng tay vặn và bên này là khay chứa tiếp dài từ 6 đến 19. Ngăn thứ tư bao gồm 3 khay, 1 khay búa, 1 khay tiếp tay vặn 1/4 và 1 khay tiếp tay vặn 3/8. Đây, như các bạn đã nhìn thấy đây ạ. Và cuối cùng là 2 ngăn to để chống, để chúng ta có thể để búa hay là súng bu lông, súng mặn pin. Đấy là tùy ở nhu cầu sử dụng của mỗi chúng ta. Đây ạ. Vừa xong thì mình đã giới thiệu đến các bạn chi tiết về tủ đựng đồ nghề IT55300. Và hiện nay với một tủ đựng đồ nghề IT55300 này chỉ có giá là 15.500.000 đồng, thay cho giá cũ là 18.300.000. Sản phẩm đã được bày bán tại showroom của Zato Ba Lan tại số 305 Nguyễn Văn Linh, Gia Thị, Long Biên, Hà Nội. Và tại chi nhánh Hồ Chí Minh, số 154 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Hồ Chí Minh. Hiện nay do nhu cầu sử dụng và thiết kế màu sắc ở mỗi gara là khác nhau, nên Zato Ba Lan nhận cung cấp các cái tủ đồ nghề với màu sắc khác nhau tùy theo đơn đặt hàng của quý khách với số lượng nhất định. Và đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tủ đựng đồ nghề IT55300 với thiết kế là màu ghi đen theo đơn đặt hàng của khách. Đây ạ. Tại đây trước mắt các bạn đây là hai tủ đồ nghề IT55300 với thiết kế hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở màu sắc. Các chi tiết bên trong hoàn toàn giống nhau ở các ngăn tủ. Các bạn quan tâm đến sản phẩm vui lòng like, share, để lại comment đóng góp ý kiến ở bên dưới để bên mình có thể được phục vụ các bạn tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.